Thân chào các bạn, mình đang đứng ở trên đường Tây Sơn các bạn, ngay cái cây xăng Petrolimex, cửa hàng 28 gần mấy cái bồn xăng dầu này. Phía sau các bạn thấy cái bồn xăng dầu đó, tức là đi qua cao cá Bắc Hồ xưa các bạn, bây giờ là hồ Phú Hòa đó. Đi qua một đoạn đó, là lên đây là có mấy cái bồn xăng đó. Thì đây là cây xăng 28. Thì đối diện đây là có cái đường mới mở các bạn. Đường này nó đi vô cái cầu. Hôm trước là mình có quay cái cầu rồi, lúc đó đang làm mà. Bây giờ mình đi vào thử coi thử cái cầu người ta hoàn thiện chưa. Mình cập nhật số hình ảnh lại thử mà. Đường đây là như đường Trần Nhân Tông á. Mình nhớ là như vậy. Giờ mình đi vô thử các bạn. Lâu ngày lắm mình không lên lại trên này. Cái đoạn đây là có cái đường dây có thể nó chạy ngang nè bạn. Khu đây nó có cái trạm mà có thể. Cái đường đây là đường mới mở. Mà mình đi cái đoạn đầu đây thì mình không thấy cái bảng hiệu là tên đường nè bạn. Cái khu đây là khu dân cư mới hình thành sau này nè bạn. Ở phía bên kia là núi Bà Hỏa. Đây cái đường dây điện nè bạn. Đường dây điện có thể nó chạy về không biết cái trạm nào đây. Còn bên đây là núi Ra Đa. Bên đây là núi Bà Hỏa. Đây là cái mương, cái con kênh gì các bạn. Cái cầu nhỏ nhỏ đây là cái con kênh gì đây này. Mấy cái nhà xung quanh đây là khu dân cư mới mà mình nhìn đây thì chưa thấy cái tên đường. Đây cũng chưa thấy bảng tên đường, tên cầu gì cả. Đây cái đường dây điện nó chạy theo cái con kênh đây mà. Ruộng lúa đây thì bây giờ thu hẹp lại hết rồi. Như vậy thì lâu lắm mà mình không vô lại thì thấy cũng chưa có hoàn thiện hết mà. Đây vẫn còn ngổn ngang này. Đá còn ngang. Nhưng mà cái cầu chắc có lẽ người ta làm xong rồi mà. Mình đi vô đoạn trong cầu. Phía bên đây vẫn còn lúa. Cùng cái đường này bên đây ban ngày mà rác còn nhiều quá mà. Trong bụi ghê, gió nó tấp vô bao ni lông đầy hết. Đây cũng có nhà mới xây nè. Nhà đây mới. Cũng không thấy cái bảng số mà. Chưa thấy số nhà mà cũng thấy tên đường. Còn cái cầu đây hôm trước mình quê các bạn xem rồi mà cái tên cầu là hình như cầu Thổ Lồ hay cầu gì. Để mình lại coi thử bên đây có cái bảng tên cầu chưa. Hồi đó là đang làm mà. Rồi bữa nay đường nhựa người ta trải hết rồi. Cầu chắc làm xong rồi mà. Nhưng mà để coi có tên cầu chưa. À có, hình như có tên rồi. Đây bạn, hình như là có tên rồi. Cầu số 2 các bạn. Không biết là cầu số 2 là người ta tính cái số thứ tự trên con đường này hay sao. Hồi nãy bên kia một cái cầu, ở đây cầu nữa là cầu số 2. Bên bờ kè đây thì người ta cũng hoàn thiện lại hết rồi, làm cái hành lang bảo vệ đây rồi. Xong rồi, bữa nay thì nước cũng cạn mà. Êm đềm. Cầu số 2. Nhưng mà hồi trước kia mình quay thì mình nhớ nghe dân địa phương người ta nói là cầu Thổ Lồ. Tức là hồi xưa đây, ở đây có một cái cầu. Cầu dạng cầu ván rồi là gì đó. Bây giờ người ta cải tạo lại thành con đường đây, mở con đường đây. Mà cũng chưa có tên nữa.
cầu số 2. Đây, nhìn về phía cái dãy núi đây là nó nối tiếp với núi Ra Đa, nhưng mà cái núi đây thì mình ở đây lâu rồi mình cũng không biết cái núi đây, mà núi đây hồi trước mình cũng tưởng là núi Ra Đa tại nó liền với Ra Đa, nhưng mà thật ra thì ông Google lại hơn mình, mà ông lại đặt cái tên trên cái Google Map là suối Trầu, núi suối Trầu. Mình không biết là cái có đúng hay không, không biết, thì hôm mình theo ổng chứ bây giờ mình cũng không rõ, mình ở đây mà cũng địa phương mà cũng không rõ mà Google. Tại cái núi đây nó lên tới góc bên kia là người ta sẽ một cái góc núi để mở đường Tây Sơn và đi lên Long Vân á. Đây là cầu Thô Lô hồi xưa, bây giờ là cầu số 2. Mình đi hết cái đoạn đường này thôi các bạn, cho cái đoạn đường đây là nếu mà đi ra tới trường cao đẳng. Phía bên đây người ta cũng chưa làm xong mà thấy ta sẽ bận đổ tùm lum. Đường đây thì người ta kẻ chỉ rồi. Tiếp ở đây là cái đường, đây là cái đường mà đi ra trường cao đẳng này mà người ta vẫn chưa làm, vẫn chưa mở rộng. Mình thấy hình như là cũng có kế hoạch mở rộng mà như chưa mở rộng. Đây đường bê tông cũ rồi, đây là có cái dự án đây nè. Khu đô thị Nam, đường Hùng Vương. Để mình coi thử cái đoạn này, cũng không biết cái chỗ nào đây. Nhưng cũng không đoán được. À, đường Trần Nhân Tông này bạn. Trần Nhân Tông là cái góc bên tay trái này, cuối cùng tay trái này. Đi đâu mà tới đường Nguyễn Tất Thành này, đi quảng trường Nguyễn Tất Thành này. Ra tới sông Hà Thanh dưới đây. Đó. Mình là nhìn không ra rồi bỏ tay. Đây là Trần Nhân Tông các bạn, đó là quy hoạch, ban đầu quy hoạch đó, nhưng mà cái đường cũ vẫn đường cũ bê tông. Đường này nó chạy ra tới tới trường cao đẳng, còn ở đây là cái đường mới, đây là đoạn đường mới mở đi qua cầu số 2. À, thì cái đường này người ta làm hoàn chỉnh rồi, đoạn đây thì hoàn chỉnh rồi, nhưng mà chưa có đặt tên đường, có đặt tên mảng cầu nữa. Thôi xin chào các bạn, bây giờ mình chạy về lại.